Là mình đang đi tìm ông thì phát hiện ra đây có một cái hang bói cá các bạn. Đây này. Đấy cái hang đấy. Xem thử có trứng. À có nè. Mấy trứng luôn á. 4-5 trứng luôn gì luôn á. Ui 5 trứng luôn. Trời ơi các bạn coi nè. Trứng to ghê không. Cái mùa này là mùa chim sinh sản nữa mà. Hôm bữa gần nhà mình thì có một tổ. Mà tổ kia có hai con. Mình nói là con bói cá thường thường để ba con, mà không hiểu tại sao cái tổ gần nhà mình nó có hai con nữa mà. Thường thường là 5 trứng này là nở hết 5 con luôn đó nha các bạn. Thôi để lại cho nó đi. Bỏ lần 2 trứng chứ bỏ nhiều vô thập cho nó bể. Dạ. Trượt chân. Nó làm cái ụ. Cái ụ ấp trứng ở trong tròn vo đã lắm. Rồi bể một trứng rồi. Xong rồi. Thế mình hồi nãy mình bỏ lần 2 trứng đi. Cái phát sau này mình bỏ. Bỏ lần 3 trứng cái nó bể một trứng. Thôi bẻ một trứng. Trời ơi. Cái này mà húp luôn vậy. Thôi dẹp đi. Bỏ ý định đó đi. Bỏ đây nha các bạn. Thôi đi tiếp thôi. Tiếp tục hành trình đi tìm ong của mình thôi.